Dạ em xin chào quý bà con đến kênh YouTube Thành Thịnh Nông Cơ. Dạ thì địa chỉ cửa hàng em ấp Mỹ Điền, xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại di động qua số là 0858335778 ạ. Dạ thì hiện tại số phải trên với sử dụng Zalo như Facebook ấy. Thì mọi người có nhu cầu mua những con máy phục vụ cho gia đình mình cứ liên hệ trực tiếp với em ấy. Thì em tên là Thành nha mọi người. Dạ thì những video trước đây của em thì chuyên làm những cái máy mà gọi máy đẹp, máy whip á, thì giá nó hơi căng căng á. Tại vì hàng đẹp thì không bao giờ rẻ mọi người. Nên gần đây một số bà con mình cũng hay hỏi á, hỏi những con máy giá rẻ để sử dụng cho gia đình á, thì mọi người nó bảo là cũng không có cắt nhiều, thì cũng muốn có tìm những con máy giá rẻ để sử dụng thôi. Hoặc là hàng nghĩa địa Nhật bãi á. Thì em cũng về những con máy Nhật giá rẻ. Thì giá rẻ là sao? Giá rẻ là do cái công suất nó nhỏ mọi người, thì tầm khoảng 23cc, 26cc trở lại á, những cái dòng máy Nhật. Thì chiều cũng cho anh em rửa cũng tầm khoảng được 30 cây chưa dọn mọi người. Thì bên kho cũng còn khá khá, tại hôm qua mới về khoảng 100 cây á. Thì nay rửa trước 30 cây là máy bắt đầu dọn cho mọi người nè. Thì mọi người có nhu cầu thì cứ gọi em nhé. Những dòng máy giá rẻ từ 1,5 triệu, 1,6 triệu, 1,7 triệu rồi. Nói chung là máy cũng đẹp lắm. Mới rửa xa nó cũng còn trắng nè mọi người. Thì chưa có vệ sinh, chứ mới rửa thôi. Còn phải vệ sinh lại rồi kiểm tra hơi hám rồi nồng bọng rồi chườm cho nó nổ rồi các kiểu. Máy này cũng mới giá rẻ thôi. Thì thường những con dòng này thì ít có đăng lên kênh lắm, tại vì chủ yếu đăng những con quý cho mọi người tham khảo. Này em đang vẫn bán tại cửa hàng nhiều, mà cái mục đích tối nay không phải là giới thiệu những con này đây, mà giới thiệu cho mọi người con máy giá rẻ rẻ bên đây, nhưng mà nó là thuộc dàn quýt nha. Tại vì em đăng lên kênh em là em sưu tầm những con whip em giới thiệu mọi người tham khảo thôi, chứ em không có đăng mấy con này. Mọi người sẵn giới thiệu mọi người luôn, mọi người có nhu cầu thì cứ liên hệ em, thì em cần gì thì em có thì em báo mọi người ha. Thì chủ yếu hôm nay là con này, một con siêu whip cực kỳ whip nha, đến từ thương hiệu là Shindewa, máy siêu bền siêu trâu bò. Cái này là dòng Shindewa bình xăng trên mọi người, bình xăng trên và sử dụng bình xăng con là dạng phao ha, trái phao quá. Và cái con này là Shindewa S25 nha, S25 thì nó công suất là khoảng 25cc và trái bít tông của nó là 34 ly quý bà con. Con máy cực kỳ đẹp nha, ốc án là còn 7 màu nè, màu xanh lóc thì sáng ha. Đây nè, tum rồi màu xanh rin luôn ha, bà con thấy nè, xanh gắn dây mang nè, dây mang mình móc đây nha, cũng còn 7 màu nè, công tắc nè, bao tay vẫn còn nguyên nè, trắng đây. S25 mặt số series tinh cần nè mọi người là 0029553. Đây là số series tinh cần, nó có một cái số series trên trên cái đây S25, em nghiêng qua nó học sang nữa, 0029 709 Shindewa S25. Này lóc cũng rất là đẹp nha. Nói chung con máy này cực kỳ đẹp, tại em cũng rã em kiểm tra đó. Máy đẹp. Thì máy này, cái con Shindewa S25 này nó zin nha mọi người. Em cam kết với con mình là zin toàn phần ha. Hàng Nhật sao về nó sao nói trang vậy. Có nghĩa là quy cách mẫu mã của nó thì cũng vẫn giữ nguyên, chứ không có thay đổi, cũng không có chế hay sửa hay là gắn đầu gắn đuôi gì cả. Thì con này là zin, zin toàn phần hết, chỉ có cái tay nè, cái tay nhôm này em mới về á, nên em lắp thử ok, thấy ok quá em lắp luôn. Tay nhôm rất chắc chắn nha, nhôm dày hay nữa, cái loại xo nó trả tốt lắm. Còn dây ga rồi cùm rồi tay lái đồ rồi chắn cỏ ống cần đầu bò, nói chung tất cả chi tiết còn lại là zin hết, là hàng chuẩn Nhật, hàng theo máy hết. Chỉ có duy nhất cái tay ga bằng nhôm đó, là tay ga mới vừa về khoảng 50 cái thì em thấy ok quá em lắp. Tại vì bình thường con này tay ga nó tay ga gạt mọi người, tay ga gạt tay ga chết á, nên em chuyển qua tay ga sống cho xài cho mình dễ ha. Cái dòng này thì nổ cực kỳ giòn nha mọi người, giòn như bánh đa, cực kỳ giòn luôn và nhạy nổ nữa. Thì con này là bình xăng phao ha, bình xăng phao thì nó có cái là nó xài nó sẽ xăng nó sẽ hao nhiều hơn so với bình xăng vú bơm, tại vì nó làm việc rất là khỏe, xăng xuống nó nhiều xíu xuống trực tiếp luôn nè. Thì nói chung thì làm khỏe thì phải ăn nhiều với con, thứ
thứ hai nữa là nó nhạy nổ, là để lâu nó có nó sẽ dễ nổ hơn so với bình sú bơm, là nó không có bị gọi là chai dao bơm hay là nó bị nghẹt. Này, con mát cực kỳ đẹp nha, từng chi tiết zin hết nguyên bản luôn, sao nó vậy nè, màu sơn này tum rời mọi người, bố nhỏ tum rời, em quay cần mọi người xem nha. Đây R250F cần zin theo máy luôn, cắn cỏ zin luôn, vàng oánh nè, đồ bò zin luôn, đồ bò nhìn chất lượng ghê, đồ bò chống dính cỏ nha. À cái con ốc này ốc mới nha, zin hết, chỉ con ốc này ốc mới thôi, tại con ốc cũ nó cũng hơi mòn mòn, em thay ốc mới cho chắc chắn luôn. Đây đầu bò zin là Shinewa luôn ha, thì con này nó không đóng lốc mắt anh dơ băng mọi người, nhưng mà những chi tiết của nó đều có để chữ Shinewa, đóng lốc Shinewa hết ha. Thì một số dòng thì đóng lốc theo hãng chứ không phải đóng lốc nơi sản xuất. Con máy cực kỳ đẹp nha, dây giật trắng sáng, bình xăng trắng sáng nè, buji sử dụng buji của Boss hay gì? Boss đúng không? Này máy rất là đẹp luôn. Thì con gái này sử dụng cần xoay quý bà con, cần xoay rất là hay ha. Này khi bà con mình dở lên nè, là cái máy mình cố định nè, mình cắt thì chỉ cần xoay cần thôi nè, xoay cần nè, nó không có ảnh hưởng tới cái máy mình. Còn nhiều cái cần mà cần cứng á, nó sẽ dính liền luôn ha. Khi mình xoay máy, xoay máy như vậy sẽ xoay cái cần theo, còn này máy cố định giữ nguyên cái máy và chỉ cần xoay là lái cái cần thôi. Cần xoay thì nó hay cho đó. Tại vì mình xăng đứng nè, khi mình nghiêng qua nghiêng lại nhiều khi xăng nó ọc hay sao á, chắc nó thiết kế kiểu đó. Thì đa phần những cái mẫu mà mình xăng đứng như mình xăng trên như thế này á, thì toàn bộ là nó lắp cần xoay hết, là cái máy mình giữ nguyên nè, là chỉ xoay cái lắp và lái thôi, lái thoải mái, không có sợ mà cái bình nó nghiêng qua kiểu này nghiêng qua kiểu nọ gì cả. Nói chung là mỗi cái dòng máy nó đều có một cái tính toán riêng đó hết mọi người. Đây cái chụp giật này bằng kim loại luôn nha quý con, xài rất là bền nha. Chụp giật này em về không biết khi nào không bán được cái chụp giật này luôn, em về chụp giật rất là nhiều, nhưng mà thằng này là mua về để đó thôi, chứ trường hợp bất khi nào không bán được cái chụp giật này thì nó có hư đâu mà bán. Này cũng Shinewa luôn ha, thì tất cả những chi tiết con này đều có chữ Shinewa hết, chứ nó không có ghi là mắt in dao băng ha, công tắc trên đây ha. Dạ thì con này cũng em cũng ra giá là 1,7 triệu, em sẽ bao ship toàn quốc với con mình ha, giá mềm, giá mềm xèo luôn. Một con máy thì công suất cũng tương đối 26cc, 25cc, piston 34 ly, thì phụ kiện con này thì cũng như những con cắt cỏ khác em đã từng bán với con ha. Thứ nhất sẽ một cái trắng cỏ, thứ hai một dây mang, thứ ba một cái tiếp mở buri, thứ tư một cái ổ cước, thứ năm một cái lưỡi dao, thứ sáu là một cái chai nhớt 100ml để bà con mình có thể là pha xăng và test máy trước khi nhận hàng hoặc là sử dụng ha. Thì con này quý bà con mình muốn xài ngon á, bà con mình khi không sử dụng bà con khóa xăng lại nè, khóa xăng lại khi mình mà sử dụng mình mở ra ha, cái khóa xăng nó cũng rất là đẹp nha, tăng tươi à. Đó, thì khởi động thì đơn giản thôi, chỉ cần là mở xăng ra thì đóng e lại nào con, và giật nó nổ một tiếng và nó tắt hoặc là nó chạy luôn cho mình trả e lại nó chạy thôi. Dòng máy nổ rất là giòn ha. Đó, bà con mình giật cho nổ bà con trả lại ha, trả lại muốn ngay muốn nhảy nữa bà con giữ ra cái nữa, giữ ra nó sẽ nhảy hơn, để em test bà con tham khảo luôn nha. Ban đêm cũng không có tiện lên ga, bà con không cảm nha, nổ thôi. Giòn lắm các con, tại ban đêm á không có tiện mà lên ga. Thứ hai nữa em nãy em quên chim này lên nè, nó chạy nó tăng 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 đến thành nhà nó có tiếng động lạ, chứ tiếng là tiếng có cái chân bảo vệ á, này chân bảo vệ zin luôn ha, vẫn còn 7 màu ha. Rồi quý bà con có nhu cầu hãy liên hệ với em nha, em xin cảm ơn quý bà con rất nhiều. Dạ, em xin chào, chúc mọi người buổi tối an lành vui vẻ ha. Dạ. Còn đây là cái bộ bơm nước ao tôm của ông anh ở nhà bè quận 7 nè, ngày mai em gửi cho anh ha, nói chung là xong hết xuôi anh ơi. Dạ rồi, em cảm ơn anh nhiều ạ.